Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hot Game. Hot Game nha các bạn. Từ nay thì kênh Game Giải Trí sẽ được chuyển nhượng sang cho người khác. Và từ nay thì tất cả những hoạt động vẫn diễn ra bình thường trên kênh Game Hot này. Hot Game, Game Hot, các bạn coi như thế nào cũng được. Chúng ta sẽ đến với nội dung chính của video này. Đó là, như các bạn thấy trên màn nha, đây là mục đích có hô ô. Vẫn còn hai cái tạm kim cương và tạm trứng. Hôm nay mình sẽ cây phụ bản này để cho nó đủ 10 trứng. Chúng ta sẽ quẹt tới trên xuống cho khỏi bị sót. Mình lại ngay thôi. Vịnh Ca Lai chạy đoàn ra núi còn hai lần. Ok, như các bạn thấy hàng thu tập thư viện nhá. Bây giờ là mình đang hàng thứ 5 đây, thời gian hàng thứ 5. Nhưng các bạn hãy lưu ý, ở người thứ 10 11 là mới 89. Như vậy là người thứ 89 này trong hôm nay người ấy cần phải bắt được thêm 15 con thôi các bạn. 15 con trong một ngày ở những level cuối cùng này là cực kỳ khó thôi các bạn, gần như không thể. Như vậy nếu như trong ngày hôm nay, nếu như các bạn giữ nguyên được mức 105 thì gần như 99% các bạn sẽ có được con Mega Chi Mega con gì? Con Mega Charizard thì các bạn đấy nhá. Top 10 thu thập này, hiện tại thì chúng ta đang ở top 5. Và cái số 105 chắc chắn là không giảm. Cái số mà 105 này chắc chắn là không giảm. Bây giờ thì trong ngày hôm nay, hiện tại thì mới 12 giờ thôi. Bây giờ hiện tại mình đang có rất nhiều sức bền, chúng ta có thể bắt đi thêm 1-2 con. Nếu các bạn thiếu tự tin thì các bạn thì quay kim cương ra con Pokemon chỉ tôn thì nó sẽ tăng điểm lên. Mà mình nghĩ đến các bạn đạt được ở mức 105 thì gần như 99% các bạn sẽ có con Mega Charizard cộng với 10 hải quay này, 1000 kim cương này. Còn với những kim cương hôm nay nhận được thì đúng như giao kèo là sẽ có 4000 kim cương. Cho nick này những cái bạn nào nhận được, mặc dù là mình mới chuyển kinh nhưng mà vẫn tấm huyết với nick này, vẫn cố gắng cày và bắt Pokemon cho các bạn. Hiện tại thì ở bạn này để xem, bạn này như là mình bắt hết rồi thì vậy. Mình làm video này một phần là vì muốn thông báo để các bạn nhé. Có thể trong tối nay, sau khi video này được đăng lên nhé các bạn, tối nay mình sẽ bóc ID và mật khẩu của nick này cho bạn lợi nhé. Trong tầm chiều hoặc tối nay, nếu như bạn nào muốn chơi hoặc nếu như các bạn muốn phá cái nick này thì cũng tùy các bạn thôi. Nhưng mà mình, nhiệm vụ của mình là cày một nick thật tốt và share lên thật là tử tế cho các bạn. Đây là một nick rất mạnh thôi các bạn. Sau khi share lên nó xong, nếu như có thời gian thì mình sẽ tiếp tục cày nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục cày những nick khác để share lên. Ở đây thì còn khá nhiều nhưng mình nghĩ rất khó để bắt. Còn Lilac nên mình chưa có cho bạn. Bây giờ đi bắt con Lilac nữa nhá. Hiện tại chúng ta vẫn có rất nhiều sức bền. Các bạn lưu ý nhá, trong chiều hoặc tối hôm nay mình sẽ bóc ID và mật khẩu. Mình sẽ làm một video bóc ID và mật khẩu lên. Bạn nào nhận được thì nhận. Bây giờ mình sẽ quay một phát như 10 để xem có con ra con Tiranita không. Nếu như mà ra được con Tiranita có khi là mình chơi luôn. Như vậy không sao, như vậy chúng ta có con Lilac rồi. Như vậy thêm một con thì vậy. Nếu như mình không đoán nhầm thì chúng ta vào xem nhá. Thu thập từ biển. Ok, 106. Như vậy chúng ta thấy được một con rồi, 106. Bây giờ cả bạn chỉ cần nhường nít, các bạn không cần đi bắt. Mình tin rằng nó cũng được rồi, cũng ổn rồi.
Chúng ta sợ là sợ người thứ 11 này. Nhưng mình nghĩ hôm nay rất khó để có thể leo được. Hiện tại thì bên này mình tiếp không. Nhưng nếu như các bạn nạp tiền vào thì các bạn có thể thoải mái chơi. Vẫn còn rất nhiều sự kiện chưa nhận. Trong cái tên em có một con hổ ô này rất mạnh này các bạn. Con hổ ô này kỹ năng của nó cực kỳ mạnh. Thực sự mình rất thích con này, nhưng mà tiếc là mình có chơi mục đích khác rồi. Mục đích mà mình đầu tư có nạp tiền, nạp tiếp 1. Các bạn thấy kỹ năng recover của nó nhá, hồi cho bản thân một nửa HP, rất khủng khiếp các bạn. Nếu như các bạn dùng con này mà các bạn đi viện tinh hay đi những ải xa thì nó rất có lợi. Các bạn có thể hồi 10 lần, hồi liên tục. Đặc biệt là con này kháng phép nó khủng khiếp. Con này gần như không thể bị sốc chết đám nữa các bạn. Bởi kháng phép khủng khiếp của nó, các bạn thấy nhá, thủ phép của nó này, nó là thủ phép thuộc dạng cao nhất trong số những Pokemon mà các bạn có thể bắt. Chúng ta xem kháng phép của nó nhá. Thủ phép của nó này là 785. Còn những con khác, ví dụ như con Blaziken này chỉ 354 mà thôi các bạn thấy nhá. Con Blaziken mặc dù thủ phép nó cao hơn bên thủ, nhưng mà thủ phép của nó chỉ 354. Con này đến 785, gấp đôi, rất khủng khiếp. Hiện tại thì vẫn có một số nhiệm vụ mình chưa làm. Đây, vẫn còn vài nhiệm vụ chưa làm. Còn tất cả những nhiệm vụ này đã làm được rồi. Bây giờ chúng ta hãy đi đánh thương thú. Chúng ta sẽ đánh con nào nữa. Có làm được. Còn đi. Bây giờ mình sẽ đi ẩn thương thủ để làm nhiệm vụ nhá. Các bạn mình sẽ nhắc lại nhá. Chiều hoặc tối nay mình sẽ làm một video để pop ID và pass của nhân vật này. Bên cạnh đó các bạn cũng lưu ý là độ 12 giờ đêm nay, nếu như các bạn giữ được top 10 thu thập thì các bạn sẽ nhận thêm được con Mega Charizard. Tất nhiên là mục đích nó chỉ thể tặng được cho một người mà thôi. Các bạn lưu ý nha, mục đích nha. Nếu như bạn nào nhận được thì tốt, còn nếu như không nhận được thì cũng không, các bạn không cảm. Mình sẽ đến đánh nha. Để hồi máu để các bạn thấy rất sướng. Đấy nha, cái cover này hồi máu để các bạn thấy nha. Nó hồi ngay lập tức. Và cũng vậy nha, kiểu con Ivysaur phải chờ lực đối phương, con này là hồi ngay lập tức mà hồi liên tiếp, là hồi liên tiếp như vậy. Kỹ năng của nó cũng thuộc dạng khủng khiếp, nhưng các bạn thấy kỹ năng này uy lực 100 rất khủng khiếp nhá. Bên này thì do con này nó là với con thấp chưa học được những kỹ năng khác, các bạn thấy nhá, rất khủng khiếp. Con hồ này rất mạnh. Rồi chưa kể là tối nay các bạn có thể có con Charizard. Rồi với nhiệm vụ giao vàng này, hiện tại các bạn có thể cây được ở cái mốc này, mốc 100 điểm để nhận con chim màu xanh này. Như vậy là vừa rồi mình vừa review qua cho các bạn nick này, một cái nick mà chuẩn bị được gửi đến cho các bạn. Trong tâm chiều hoặc tối nay, mình sẽ nhắc lại nha. Chiều hoặc tối nay mình support ID pass của con lên. Và các bạn cũng lưu ý cái sự kiện này đúng 12 giờ đêm nay sẽ kết thúc. Đây sự kiện lập này đúng 12 giờ đêm nay sẽ kết thúc nha các bạn. Các bạn thật sự lưu ý. Mình tin rằng những người ở dưới này rất khó để có thể vượt qua các bạn, nên các bạn sử dụng đích này. Ok, xin chào tất cả các bạn nhé.